Quý vị thân mến, đây là cảnh quê hương của bên ngoại của bà mình, quý vị ạ. Quý vị yêu quý, ai cũng có quê hương quý vị ạ. Ai cũng có bố, có mẹ, có nguồn, công cha nghĩa mẹ, quý vị. Bán hàng mở hàng các cháu nhỉ. Xin chào các cháu nhá. Mình đang đứng đây, mình đang trên đường đi nhà quê ngoại của bà của mình, bà vợ mình các bạn. Vẫn cảnh sắc sơn quý vị. Những cây xoan đang chuẩn bị nảy lộc đón xuân quý vị. Hôm nay bà chị, các bác mừng thọ cho bà chị 80 tuổi, đã tròn 80 tuổi. Các con các cháu mừng thọ cho bác gái quý vị. Anh có bố có mẹ quý vị, chỉ có mẹ cha thì những người che chở cho chúng ta lớn lên quý vị. Các con các cháu rất nhớ ơn công lao của bố mẹ đã che chở cho các con lớn trưởng thành có cánh bay quý vị. Đây, cái phim của mình hơi rung quý vị ạ. Phỏng vấn nha, báo quay cho anh mấy kiểu ấy. Chào bác nha. Chị có về không bác? Thế à? Có tuổi rồi bác ạ. Những cây khế đằng trước các bạn, các con các cháu đã từng trèo và hái khế quý vị, trồng khế ngọt quý vị. Đây, đã đến nhà chị. Đây, đằng trước có mấy cây cầu. Chị năm nay đã 80 tuổi rồi, nhưng mà chị cũng xem giữ nhà cho các con, các cháu đi làm, mưu sinh kiếm sống các quý vị. Mà không nói hết được tấm lòng của cha mẹ, các quý vị, của mẹ đã dành cho các con. Xin chào cháu nhé. Xin chào các cháu nhá. Chúc các cháu mạnh khỏe, năm mới mạnh khỏe nhá. Làm ăn phát tài nhá. Hôm nay rất phấn khởi, con cháu rất phấn khởi. Chào anh em đang xem lại. Rồi. Bên nhà bếp này. Mấy mâm ấy? Có 20 mâm. 20 mâm à. Vâng. Hôm nay vâng.
nhiều mâm, nhiều món. Xong chưa chú Chuyến này? Cái nào được lấy đi nhá. Ở bên kia hai. Xin chào cả nhà nhé. Ôi xin chào các bác nhá. Cả nhà các cháu nhá. Quay đàn đàn quét. Bà chị ơi, hôm nay em được nhưng mà hỏi chị, thế chị có thấy vui không chị? Hôm nay là cơ quan đoàn thể các con các cháu chúc mừng mừng thọ cho bác. Bác có thấy vui không? Có thấy vui không? Đâu. Vui thì chào chị bác chào và chào các con nhé, các con các cháu tất cả mọi người. Đấy, chị đã nâng niu mà chắt chiu cho con cháu trưởng thành, bây giờ con cháu sẽ đền ơn đáp nghĩa mẹ nhé. Mẹ cứ vui ở nhà giữ gìn sức khỏe, làm gốc cho các con các cháu, noi gương cho các con các cháu học tập theo bà nhé. Xin chúc và xin chào cả nhà quý vị. Bác này. Đấy. Chào anh ấy. Hôm nay rất là vui mừng. Alo. Đấy mừng thọ 80 tuổi cho bác gái. 1 2 3 4. Bác trai bác đã mất rồi, mất lâu rồi. Mừng bác rồi. Lại chăm chút chăm lo cho con cháu, xem nhà xem cửa để con cháu đi làm với quý vị. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Cả phía ngọn cháu má tập trung năng này để làm lễ mừng thọ ở Phía Nam. Xin các lục làng tất cả cháu má. Chuẩn bị lễ mừng thọ cho bác tròn 80 tuổi. Sự cảm ơn tất cả cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội đã quan tâm đến chị. Chúc chị mạnh khỏe, trường thọ. Hứng ơi, mạo. Các lục trai phải mà nào dặn ấy. Quay ông đó, sao ông quay đó? Nó trực tiếp ấy. Trực tiếp gì? Trực tiếp ở đây chưa có chưa? Chưa có, đừng có phải nói.